Tin Chile. Tất cả 34 giám mục Chile đề đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco, tất cả 34 giám mục Chile, trong đó có 2 hồng y, đã đồng loạt đề đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để Ngài định liệu. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 5 năm 2018, các giám mục Chile khẳng định rằng sau 3 ngày gặp gỡ Đức Thánh Cha và nhiều giờ dành cho việc suy niệm và cầu nguyện, theo chỉ dẫn của Ngài, chúng tôi, các giám mục Chile muốn thông báo như sau. Trước tiên, chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã lắng nghe trong tình hiền phụ và sửa lỗi huynh đệ. Nhưng nhất là chúng tôi muốn xin lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho các nạn nhân, cho Đức Thánh Cha, cho dân Chúa và cho đất nước chúng tôi, vì những lầm lỗi trầm trọng và những thiếu sót chúng tôi đã phạm. Trước hết, chúng tôi cảm ơn các nạn nhân vì sự kiên trì và can đảm của họ. Mặc dù những khó khăn rất lớn về phương diện cá nhân, tinh thần, xã hội và gia đình họ đã phải đương đầu, nhiều khi kèm theo sự không được thông cảm và những tấn công của chính cộng đồng giáo hội. Thứ hai, chúng tôi muốn thông báo rằng tất cả các giám mục chúng tôi hiện diện ở Roma đã làm đơn xin từ chức và trao cho Đức Thánh Cha để Ngài tự do định liệu cho mỗi người chúng tôi. Trong niềm hiệp thông với Ngài, chúng tôi muốn tái lập công lý và góp phần chữa lành thiệt hại đã gây ra để mang lại một đà tiến mới cho sứ vụ ngôn sứ của giáo hội tại Chile với trung tâm luôn luôn phải ở trong Chúa Kitô. Bản tuyên bố chung này là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco với 34 giám mục Chile đã duyệt xét một số vấn đề của giáo hội này. Trong đó có nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, cụ thể ở đây là trường hợp của linh mục Fernando Caradima.